Rồi. Mình gửi bên đây là công viên Hoàng Văn Thụ ha, mình đây mình mới gửi xe. Mình đi vô vòng vòng đây thử coi. Mình đi vòng vô cho nó vô cái ao cá này coi. Ao này người ta làm, người ta để cho câu cá luôn rồi đó, nó vòng 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 vòng, người ta làm cái máy ra đó, vòng 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 để câu cá. Nick rồi đi làm giàu này nhiều ha. Mát mẻ ha. Nhưng mà làm giàu này ngồi uống cà phê đây đó mà không có thùng rác, không mấy anh em uống ăn xả luôn tại chỗ luôn. Cho nó đi tới trời. Trang kia là chỗ con nít chơi quá trời. Bữa nào mình đây mình nhỏ mình xuống đây chơi thì bước đây. Đây mấy toàn mấy cái sờ cừ, coi chà bá thôi. Nít cho chơi bên cùng dọc cát. Mát mãi đã nè, mà có ghẹ dẫn như vậy thôi nói gì nữa. Đồ cho nó câu cá, có cái thuyền, có chiếc ghe mà cho bị chìm xuồng, cái này có bỏ cá xuống để câu không vậy ta? Hôm nay con không biết là thuê bao nhiêu tiếng xuống này câu không biết. Ở đây mà ăn chồng có cá vừa chụp selfie với cái kem mà hơi vui. Đứa nó từ đây vô đây chờ đại. Cái hồ này nó nhỏ hơn cái hồ của bên công viên Lê Thị Riêng. Trước mình có video nói về công viên
tại cái công viên Lê Thị Riêng nó to hơn. Rồi, cái công viên này thì nó sẽ chia hai phần, cái đường nó chia là cái giữa kìa, đó, một phần bên này, một phần bên kia. Thì cái này nó đi qua kia thì đi qua lậu lên cái cầu này, đi lên cái cầu đi bộ này, đi lên. Cái xe cầu to dữ. Chà hết bình rồi. Này à. Không gì đây. Cái đầu lên cái đầu núi này nhìn cái cảnh như mới vừa qua như thế này ai cứ nghĩ là trong công viên đâu mà như trên Đà Lạt á, như trên Đà Lạt trồng mấy cây thông liễu đó, rồi mấy cây thông liễu anh nó làm gì không nói chuyện này anh nói cho chú nó đây. Này mà ai đem tới con cái mấy đứa nhóc tới đây chơi thì vui nhất siêu chắc rồi. Mát mẻ. Đang nó làm cái những cái trời này nó những cặp tình nhân vô đây ngồi. Bên này có mấy cái xanh đánh cầu lông. Làm mấy cái chào trong kia. Cây cối ở đây trồng đa dạng. Quá trời. Đường hai anh chị đang
Em làm gì á? Đây là cái biểu tượng, cái biểu tượng của cái công viên. Đã đi ra luôn hả? Cái đường đi đi ra nè, dưới đó là nước. Chà, vãi tới Tùng Quỳnh Tàng như thế này. Xét dài này thì cũng ly rưỡi quá. Phần rưỡi cứ 15 khoảng phải 5, 1,5 cm. Được 2 không ta? Không được 2 cm đâu. Kia vô kia là xe bay tay sinh nhất á. Ủa nắng quá. Đi ra tiếp. Nó cái đèn cao áp. Ôi, thôi dạo hết rồi, thôi đi về thôi. Đi về ha. Cái công viên Hoàng Thụ này nước bồ câu quá trời. Mấy anh nhắm em dí mấy, dí mấy chim bồ câu này. Bắt thế được không? Bài dí nó bay lên từ cây nó đạo hết trên kia. Nó đạo hết trên kia. Dí hết. Dí hết nó đạo có súng mình nữa rồi. Mấy chim sẻ ăn ké nữa. Mấy chim sẻ ăn ké theo. Quá trời kìa. Wow. Wow wow wow. Chị con. Chưa.
trong công viên này thì đẹp hơn so với công viên 23 tháng 9. Công viên 23 tháng 9 thì nó không được nhiều, không được đẹp. Thôi đi về thôi. Đi dọn chút. Đi ra bãi xe lấy xe về ha.